Xin chào các bạn, sản phẩm các bạn đang thấy ở đây chính là động cơ điện Hyosung được sản xuất bởi nhà máy Hyosung Việt Nam. Sản phẩm này thuộc dòng động cơ điện 4 cực có tốc độ quay hơn 1.400 vòng trên 1 phút. Kiểu dáng chân đế với mã quy ước của nhà sản xuất Hyosung đó là TEFC, thường được dùng trong các ứng dụng như quạt, bơm công nghiệp hay các ứng dụng trong khai thác như máy nghiền đá, v.v. Với một kiểu dáng cứng cáp và mạnh mẽ, động cơ điện Hyosung 37kW sử dụng điện áp 3 pha 380/660V. Vỏ động cơ điện Hyosung 37kW được sơn hai lớp. Lớp ngoài cùng là lớp sơn urethane. Lớp sơn này có khả năng chống mài mòn, kháng hóa chất hay tăng độ bền cho các lớp vỏ động cơ. Phần hộp điện của động cơ điện Hyosung được làm rất dày và các bạn có thể quan sát ở trên video. Nó có khả năng kháng bụi và kháng nước rất cao, ngăn sự tác động của nước vào bên trong hộp điện, và động cơ điện Hyosung 37kW chân đế được trang bị tiêu chuẩn IP55. Các chi tiết được Hyosung rất chú trọng về mặt thẩm mỹ cũng như là chất lượng của sản phẩm. Các bạn sẽ thấy phần cuộn dây stator được máy móc và công nghệ của nhà máy quấn rất là tỉ mỉ và đẹp. Đây là phần dây đồng có tiêu chuẩn chất lượng cao và độ tinh khiết cao, cho khả năng dẫn điện tốt hơn, giúp tăng cường hiệu suất và độ bền cho động cơ điện. Còn về phần rotor, như các bạn thấy, nó đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra moment xoắn cần thiết. Với phần lõi là thép, được chế tạo từ thép chất lượng cao để đảm bảo được độ cứng và khả năng chịu lực của nó. Vòng bi trong động cơ điện Hyosung 37kW đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng không chỉ hỗ trợ và tạo điều kiện cho rotor quay, mà còn giảm ma sát và hỗ trợ tải trọng trục và tải trọng dọc trục. Điều này đảm bảo rằng động cơ điện chạy mượt mà và hiệu quả, giảm thiểu mài mòn và tăng tuổi thọ cho động cơ theo thời gian. Động cơ điện hoạt động liên tục 24/24 với tiêu chuẩn S1. Vì đây là sản phẩm có công suất lớn, hoạt động liên tục nên vòng bi cần được bảo dưỡng định kỳ. Nhà sản xuất sẽ trang bị cho chúng ta hai vị trí giúp cha mở bôi trơn cho vòng bi ở hai đầu. Phần nắp động cơ phía trước và sau các bạn có thể quan sát. Còn lại các vị trí nối đất sẽ được nằm ở hai bên phần chân đế của sản phẩm. Thì vừa rồi là những thông tin chia sẻ với các bạn về động cơ điện Hyosung có công suất là 37kW với kiểu dáng chân đế. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ đến Đại Kinh Bắc để được tư vấn và báo giá nhanh nhất. Phần thông số kỹ thuật sản phẩm mình sẽ để trong mô tả video nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.